Em quay nhá. Ra rửa và quay cho nắng. Thôi. Thật đấy, có phải đùa không? Ra rửa. Không. Bấm lên. Em bấm rồi. Quan. Xoài, đi tới đá, là cấm thế nhỉ, cướp rồi. Anh Huy chất miệng nhỉ, anh kiếm đâu anh Huy ấy. Ông 28 này cũng chất miệng nhỉ. Mày quay mày cứ nói, tối này nó lọc âm mày lắm.
Đừng hộ vệ cho bên họ cơ.
sáng hơn không ta. Lại chân cái là cái chỗ. Căng đi căng nhẹ. Anh này đây. Ôi, cô tay đi anh ạ. Ôi, xong rồi. Đi Long ơi. Phản đồ chưa nhá. Đi phản đồ rồi. Ôi, anh này cái áo của mày giống màu đỏ quá kìa. Anh này vậy. Quay đi, em quay đi. Mày bảo em trai kia 21 hay gì ấy, thay áo đi, trùng màu. Anh ơi, anh ơi. Thay áo. Anh lấy áo sơ bự lắm. Mày điên là anh vào đá rồi. Chết ơi. Có. Nhìn mặt mày nó sẽ đập tầm. 5 phút anh em cố gắng nhá. Nghe này. Anh em trong sân thì đang thi đấu. Tình trọng tài lùi ra 1 mét cho anh quay nào. Trong thấy rồi à. Vào đi.
Long ơi ra bình luận cho anh em ơi. Uống nước đi hả? Ba thắng tập thắng mới. Chúng anh đã trở lại. Chúng anh đã trở lại. Mệt. Bao nhiêu phút rồi anh? 20 phút. 2 phút rồi. Ê, 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 tiếp em, trời ơi, xử lý quả bóng kìa. Sân này bóng bổng, không ăn thua. Họ vừa quen đá sân rộng rộng này rồi, vào đá sân bé là ngọt ngay. Anh hết giờ nhá, cho thêm tầm 1 phút để thay người á. 1 phút nữa nhá. Cái đấy nốt bóng để bia cho ông chết à? Không, cái kiểu này là xin lỗi được chưa đấy. Xin lỗi được chưa? Anh làm nhất, anh 10 điểm. Đang máy quay. Máy quá. Xin lỗi được chưa? Ô, kiểu này bắt hai đối à? Ông kiểu ngày xưa của mình nhé. Hay quá.
xài rất mượt nhé. Hay quá. Cái sân này mà cứ dồn bóng như khoảng chục quả không thôi. Tốt hơn. Nó có sẵn rồi phải không? Trời. Dốc lên luôn, thẳng lên luôn. Dốc thẳng. Đấy. Di chuyển đi. Như là trên kìa. Bớt dọc biên em ơi, dọc biên mấy quả thôi. Mẹ em cứ dọc biên nhiều mẹ bắt hết bài rồi. Long đứng lùi lại, Long đứng hẳn ra sau tao đi. Ui, nắm chân gì kìa. Giữ chân nhau nha anh ơi, đã giao lưu rồi mà. Em thấy đau mắt này, đau mắt kiểu vừa mệt xong xem nhìn video nó đau mắt. Long lùi Long ơi. Thôi.
không chuyển được chân về. Mệt rồi, Tuấn mệt rồi. 20 phút luôn, 20 phút luôn. Chuyển nhẹ đi anh. Ok. Ok. Em chúc mày em ơi. Eo eo. Chị gọi là gì đó? Chặt bóng thế nhỉ. Quả ấy không hiểu sao lại quay người sút, quả chuyền anh Hiền sút là đẹp. Em nhìn thấy quả đầu tiên anh sút anh chuyền. Đấy, quả ấy nếu mà quả chuyền về kiểu nhiều khi tiền đạo hơi ham. Bất ngờ là nó tốt đấy. Anh kiểu có vẻ cảm giác nghiệp dư ấy. Trọng tài FIFA hôm nay đông quá. Chân lên anh ơi, không thì tạt đi. Dướn 7 phút anh ạ. 7 phút rồi. 13 phút rồi. Ô 13 phút rồi. Ô mười ba phút rồi. Ô mười hai phút đây, vâng, chưa được anh, 4 phút nữa. Vâng. Thủ môn mình thiệt quá, nắng. Anh đá biên. Ô. Tập trung lấy bóng nhiều vậy em ơi, trên hai tiền đạo rồi.
hết vị. Ui anh Trường này, ô anh Hùng ơi, ỉa nhanh nhé. Anh ơi khởi động anh Hiệp. Bi ơi, kéo lên đá cho Trường về thòng thôi này. Bây giờ mình phải có thòng tốt thì mới ra trên có hiệu quả. Vào đi anh 12 rồi. Anh Hợp vào đi anh 12 rồi. Mình vào thòng dưới cơ. Hơi mạnh. Sát tiêu. Cho anh Hiệp tầm khoảng 18 phút anh gọi Hiệp. Bấm rồi em, tầm 8 phút nữa thôi. Cứ đá đi, đá mệt thì thay. Anh chưa bảo chưa hết giờ đâu. Hai anh em trên tiền đạo không gì được. Anh truyền kéo xuống, truyền kéo xuống. Anh Trường thòng rồi cho anh kia lên. Tuần nữa anh tuần ra.
Đúng anh mệt à? Mệt tay em ơi. Ô chết rồi. Không quay lại quả ấy tiếc quá. Ô thôi anh nhập đèn quá. Anh nhập ơi, anh đèn á, không quay được. Nhanh quá, quay nhanh quá anh ạ. Như là thần gió. Quay nhanh quá. Chỉ có khi mình nhìn camera mình biết được, nếu không nhìn camera. Quá mình ra anh em nhỉ. Quay nhảy phát là hiện này nhịp luôn rồi. Chukari. Của trận đấu hiệp 2 giữa FC Sip và FC Toba Spiderman. Mới pha mở đầu là một pha tạt biên của Hiền Đần đang làm gì đây? Hiền Đần thật sự. Anh Hiền dẫn cho cả đội phải mệt. Và sau pha này thì Hiền sẽ bị phạt 2 lon nước vì tội ngu ngại. Vừa là phút bao nhiêu anh nhỉ? Anh Cận ơi, anh áo trắng ơi, vừa là phút bao nhiêu nhỉ? Quá đây. Anh yêu ơi. Long ơi, lôi pha nha Long ơi. Long ơi, lôi pha nha Long ơi. Bây giờ rồi mà. Mất dưới thì chạy hơn nửa xăng.
quay thì lúc giờ hơn 20 phút rồi. Nó ấy đi. Hả? Không phải nhưng mà đa đúng giờ. Ơ kìa. Thế bây giờ bấm giờ làm gì? Thế giờ mày đét rồi. Anh download đi, còn mấy phút nữa rồi. Download phút đi. Anh em xuống mạnh thế. Ta bảo khổ quá. Ra bơm xịt đi.